Rồi, chào tất cả anh em nha. Nay mình đang bán giùm anh chủ xe ở Cần Thơ nha anh em. Một chiếc xe Sibo 120 nha anh em. Đây. Lửa 120 6 số, lồng 120 luôn. Đây. Nay là ảnh vì hết đam mê anh mua xe khác anh chạy nên dư chiếc xe này anh đã sửa lại anh em, sửa lại hoàn chỉnh nó rồi. Nó bán cho anh em nha, vô bình xăng nè. Vô bình xăng loại 1 mới luôn. Đó. Nồi làm mới luôn. Nhớt nhau được hai hết. Xe đang hoạt động rất là ổn định nha anh em. Đồng hồ ba kim. Chút xíu mình sẽ nổ máy cho anh em nghe thử. Đây. Tem chữ dách 99. Biển số 65. Mua hết mẹ mấy chiếc xe này cũng phải rồi. Em mình mở cốp này cho anh em xem nè. Con má lên mạng nữa. Bén đau lên cổ lên mạng nữa. Đây hiện trạng xe sao mình quay kỹ cho anh em xem nha. Hai đĩa. Hai đĩa hoạt động rất là tốt nha anh em. Nè, bánh quay rất là nhẹ. Máy sạch sẽ, không giọt nhớt. Mâm Raider. Đây, mâm Raider. Nói chung là nhà ngoài nhìn rất là gọn gàng, sạch sẽ, đẹp đẽ anh em. Phần quan trọng nhất là máy móc nha. Bây giờ mình sẽ thử đèn kèn xi nhan nha anh em. Đây đầy đủ hết. Chung là chủ nhà mình sửa cho nó đầy đủ tín hiệu hết rồi máy móc im ru hết mới bán anh em. Nhà máy nè. Xe này đã vô nồi cozy nghe anh em, lưỡi gà carbon luôn. Lưỡi gà mình đã vô lưỡi gà carbon luôn. Bình xăng loại 1. Đó lưỡi gà carbon luôn em thấy. Lồng 120. Cần Thơ nhà mới nhận được sáng luôn nha nè. Giờ mình sẽ ra mình chạy thử một đoạn cho anh em nghe thử nha. Nhưng mà máy móc sang cọ đồ rất là chuẩn rồi anh em, khỏi lo gì đó.
rất là nhẹ nhàng nha. Nguyên vàng xì bo màu đỏ nha anh em. Đây nổ máy rồi chạy về luôn anh em.